thì sẽ thấy cái bức tranh tổng thể như này. Nó bây giờ bạn tư duy theo cách này chưa? Tức là khi bạn bỏ tiền ra cho con học tiếng Anh thì bạn là người giống như một người quản trị vậy. Đây bạn thấy ở cái chỗ này đẹp, đây là người cha người mẹ, là người quản trị. Cái người phụ trách chính có phải là bạn không? Thì mình thấy rất nhiều, đương nhiên là người phụ trách chính ở đây có thể là bạn nếu như bạn là người là giáo viên tiếng Anh hoặc bạn giỏi tiếng Anh. Còn nếu bạn chưa tốt về tiếng Anh thì bạn nên bỏ cái vương miện là người quản trị chính này đi và bạn nên nhờ một cái bên thứ ba là người có chuyên môn làm. Nhưng mà kể cả có chuyên môn rồi chưa chắc có hiệu quả. Thì lúc này bạn là cái người quản trị này, bạn lại giao việc tiếp như sau. Là con của bạn sẽ cần có những người đồng hành, có thể là một người bạn cùng lớp, có thể là người anh người chị ở trong nhà, và có một người theo sát. Người theo sát này cũng có thể là người giáo viên, là cái người mà đang đồng hành và đang dạy chính cho con. Bạn nhớ cho mình ba chữ, đó là mờ, trộn và cụ. Ý nghĩa của ba từ này nghĩa là gì? Nghĩa là cái đồ chơi, đồ dùng ở nhà của con mà liên quan đến cái môn đó, như vừa bạn có bạn nói là học liệu đấy, nó bị mờ. Mờ nghĩa là nó không có cái giá trị rõ ràng, nó cứ nằm ở đấy thôi, nó không thể hiện rõ là à đây. Ví dụ các bạn có thể sang nhà mình nha, thì chắc chắn là đang nói về cơ thể người, vì con mình đang học về cơ thể người. Và còn đây là cái mô hình về quả tim mà bạn lớn nhà mình bạn đã làm khi bạn học tiếng Anh. Đấy là nó rất là rõ cái giáo hiệu, nó rõ cái mục tiêu sử dụng đó. Còn có thể đồ chơi ở nhà mình đang bị mờ về mục đích sử dụng. Thứ hai là trộn, tức là nó tiếng Anh và tiếng Việt bị trộn vào nhau, không có góc riêng. Và thứ ba là cũ. Cũ có nghĩa là bạn bạn thấy là nó nằm ở đấy quá 2 tuần, nghĩa là cũ. Bởi vì tiếng Anh của con phải phát triển, phải thay đổi. Và ví dụ con nhà bạn đi học 2 buổi một tuần, có nghĩa là đến tuần sau nó đã học cái kiến thức khác rồi, vậy mà cái cũ nó vẫn nằm ở đấy. Nào bạn nhớ lại cùng mình nhé. Thứ nhất là mờ, thì bây giờ mình phải làm cho nó nét. Với ba mẹ chưa biết thì mình hãy hỏi giáo viên là chủ đề tuần này là gì, và mình gài cắm cái giáo cụ. Thứ hai của cái nét nữa là bạn đừng quá tham vọng về việc là sáng sớm ra ngủ dậy phải học tất cả các mẫu câu, là con đánh răng đi, con rửa mặt đi, vì nó quá sức. Cái chỗ mà bạn đang cho con đi học ở đâu thì mình nét chỗ đấy. Thứ nhất là mờ thì mình thay bằng nét. Thứ hai là bị trộn thì mình phải tắt. Ở ví dụ nhà các bạn có thể có giá tiếng Việt và giá tiếng Anh. Như nhà mình thì mình không cần tiếng Việt nữa, bởi vì mình đã trò chuyện riêng với các cô ở trên lớp của các con là các cô sẽ phụ trách tiếng Việt. Còn ở nhà mình nghe được con nói tiếng Việt hàng ngày, mình biết rằng là con nói tốt, cho nên mình không cần giá giáo cụ tiếng Việt nữa, không cần đồ chơi tiếng Việt nữa, mà mình chỉ làm 2 giá tiếng Anh và tiếng Nhật thôi. Cái đặc điểm vì sao mình phải tách ạ? Ví dụ thầy khi mà đến dạy thì thầy sẽ lên cái phòng này và thầy dạy tiếng Nhật chẳng hạn, thầy sẽ không hoạt động vào giá tiếng Anh, tức là toàn bộ cái từ vựng với thầy chỉ dùng khi mà nói cái trò chơi hoặc chơi cái trò thôi. Bạn hãy trải nghiệm cái việc đó thử xem, bạn sẽ thấy rất là tác dụng. Và thứ ba là mới, là xoay ạ. Mờ thay bằng nét, trộn thay bằng tắt, và cũ thay bằng xoay. Xoay ở đây là nói tắt của xoay vòng. Ví dụ số lượng sách ở trên giá này là quá nhiều, nếu bạn giảm đi 1/3 số sách ở đây thì con sẽ đọc nhiều hơn, hãy tin mình. Bạn có càng nhiều sách thì con càng ngán mỗi lần đi qua và con không muốn đọc. Nhưng khi bạn cho ít sách và bạn xoay vòng theo ngày, cứ thứ bảy hàng tuần bạn đọc chung, sáng thứ bảy bạn bắt đầu xoay vòng sách. Bạn có thể cho con chọn đầu sách con đọc tuần sau, nhưng nhớ rằng ở mỗi lần này chỉ 2 quyển mà thôi, vậy tổng số sách con đọc sẽ là 6 quyển một tuần. Bạn đừng nghĩ là con đọc 6 quyển ạ. Khi mà đặt 6 quyển ở đây, con sẽ thích nhiều hơn, con sẽ tự đi lấy thêm sách. Đồ chơi cũng vậy. Đồ chơi thì đang bị mờ ở chỗ là cái nọ thì trồng lên cái kia, lộn xộn như thế này. Mình bỏ đi một cái cho nó kho để hiện diện một cái thôi. Thì bạn sẽ thấy ở đây bao gồm có ảnh flashcard để con xem này. Ảnh này nếu các bạn nhìn tinh mắt thì đây chính là ảnh của bờ hồ. Mình sẽ hẹn hò với con là con nói tiếng Anh, đây chính là dự là Swan Lake chẳng hạn. Thì đến cuối tuần này chúng ta sẽ đi Swan Lake nhé. Chúng ta sẽ trải nghiệm đi xe buýt và đi hồ Gươm nhé. Có một con thú bông này, những cái đồ chơi nhặt này. Đây là phần khăn của chúng con lau bàn này. Nói chung là sẽ rất là chọn lọc. Phần còn lại thì mình sẽ xoay vòng. Là về thời gian. Thời gian, mọi người ít thời gian hoặc là không có bền bỉ nhá, thì mình sẽ chỉ cho bạn một cái mẹo. Đó là về mặt thời gian thì mình sẽ lập một cái lịch tuần với con. Tức là nếu bạn mà không nói tiếng Anh được suốt cả ngày với con thì bạn có thể chia thành cái khung là gọi là sau giờ ăn tối, là giờ tuyệt vời nhất khi bạn có nhiều thời gian với con hơn mình biết. Thế thì bây giờ mình sẽ có được một cái lời khuyên gần cuối cùng cho các bạn, với những bạn cực kỳ bận ấy. Thì cái lời khuyên cuối cùng là bạn hãy xoáy sâu vào 2-3 cái ngày mà con đi học ở trung tâm ấy. Thì trước buổi học và ngay sau buổi học, bạn dành cả cái buổi tối đấy để giúp con tiếng Anh. Còn lại những ngày còn lại bạn cho con free. Bạn sẽ thấy sự khác biệt rất là lớn. Thay vì là thông thường ấy, bạn sẽ không đủ kỷ luật để mà cho con làm bài tập ngay sau buổi học, mà bạn sẽ thường là ôm cho để mai cũng được. Nhưng như nhà mình có kỷ luật thép ạ. Tức là trước buổi học thì con phải warm up. Thì cái cách warm up làm nóng cho con thì con đỡ bị phải vào giờ học con mới được warm up. Thì trước đó là mình đã bắt đầu trò chuyện với con bằng tiếng Anh, hoặc là mình sẽ cho con nghe hoặc xem video hoặc đọc sách bằng tiếng Anh để con bắt đầu tiếp xúc với tiếng Anh trước. Khi mà có 2 chị em thì mình chỉ cần yêu cầu 2 chị em lôi một cái trò tiếng Anh ra chơi với nhau đi,
Thế là hai chị em chơi thì sau đấy bắt đầu vào học. Vào học xong thì bắt đầu có bài về nhà, thì ngay lập tức làm bài về nhà. Những cái việc khó như này học tiếng Anh nhất là một, theo mình thấy là một công việc khó. Thì với công việc khó như này, nếu ngày nào cũng chỉ 10 phút bạn không lên được đâu. Trong một tuần ít nhất bạn phải có khoảng 3 tiếng liên tục, bạn đắm chìm trong ngôn ngữ đấy thì bắt đầu bạn quen miệng. Như chúng tôi khi làm việc với trẻ ở trên lớp ấy, thì một tiếng đầu tiên trẻ còn ú ớ nói từ đơn, nhưng một tiếng thứ hai tự nhiên trẻ bắt đầu nói được câu, bắt đầu nói được đoạn, là bởi vì nó được vô mắc từ cái tiếng đầu tiên. Nhưng nó mất một tiếng ạ. Thế thì khi mà bạn cái buổi nào mà con học tiếng Anh rồi thì cả cái buổi tối đấy bạn chìm trong tiếng Anh là rất là tốt. Miêu tả nhanh với các bạn như sau. Có 5 lý do khiến cho con từ chối tiếng Anh. Lý do thứ nhất là con là trẻ đặc biệt. Cái đầu tiên bạn hãy trả lời cho chính mình là vì sao con mình từ chối tiếng Anh, có phải là một trong những trẻ đặc biệt không? Với trẻ đặc biệt, chúng ta phải có cách can thiệp đặc biệt. Chúng ta không thể dạy theo cách trẻ điển hình được. Nào, chứ có thứ hai mà khiến con từ chối tiếng Anh, đó là trẻ bị bỏ bê. Có các trung tâm nhi khoa thế giới thì đã làm nhiều cái công tác nghiên cứu về các hình thức và các cấp độ bỏ bê. Nếu như bạn bỏ bê con, gọi là trong ngày mình có những khoảng thời gian cho con tự lập, thì đó cũng là hình thức bỏ bê, nhưng mà bỏ bê ở dạng nhẹ. Còn bỏ bê ví dụ như là cho con ngồi hàng giờ với điện thoại, cho con với người giúp việc nhưng mà người giúp việc có thể là không có chăm sóc cho con được như đúng cách, thì các tình trạng bỏ bê này đều dẫn đến việc là con từ chối nói, không cần biết tiếng gì. Thứ ba là con tiếp xúc quá sớm với màn hình điện tử cũng khiến cho con từ chối tiếng Anh. Rất là lạ phải không ạ? Mình đã từng nghe có phụ huynh nói rằng là con tôi nó nói được như này hôm nay là vì nó xem rất nhiều YouTube, rất nhiều YouTube ạ. Thì thực ra YouTube không, YouTube sẽ giúp cho con nghe và hiểu được, chứ không giúp cho con nói được ạ. Thứ tư là cái hệ sinh thái ngôn ngữ của bạn nói chuyện với con hàng ngày, nó rất kém, chất lượng kém, thì con cũng sẽ không thích nói tiếng khác với bạn. Và khi mình đôi khi mình có những cái dịp để mình đến thăm những gia đình song ngữ mà mình dạy cho họ, thì mình thấy mình chỉ cần nghe vài câu thôi thì mình sẽ thấy là cái cách mà bố mẹ nói chuyện với con như thế nào, thì mình nói là thôi bạn hãy bỏ đi song ngữ đi, bạn về bạn nói lại tiếng Anh, tiếng Việt với con một cách chất lượng hơn đi. Thì đấy là một lý do mà khiến cho con từ chối. Và cái lý do thứ năm là con bạn không, bạn không làm gì sai và con cũng không có gì sai cả, nhưng con đang trong một giai đoạn bùng nổ về về một cái điểm khác. Ví dụ như con rất là đang bùng nổ về về đọc, về giác quan. Đây là những là hơi đi sâu vào phần Montessori một chút, mà khi mà con có những cái nhạy cảm này thì thường con sẽ không muốn nói, thì mình phải chấp nhận điều đó. Nhưng mà có cách chữa là bạn tạo ra những cái điểm gọi là kết nối, những cái điểm chuyển hướng. Ví dụ bạn cho chơi trò chơi hoặc bạn bật bài hát lên là những điểm chuyển hướng để giúp cho con có thể nói tiếng Anh được tốt. Ngón tay thứ nhất là bạn kiểm tra lại về sự phân công. Ai sẽ là người dạy, ai là người ôn và ai là người dùng cái tiếng Anh này. Ngón tay thứ hai là về mặt không gian. Bạn hãy tắt, nét và xoay vòng các đồ chơi trong nhà. Tắt không gian tiếng Anh tiếng Việt riêng. Nét là mục đích rõ ràng so với chủ đề học tuần đó. Thứ ba là về thời gian. Bền, vừa và có nhịp nghỉ chứ đừng là học cả 7 ngày trong tuần. 4. Là có sự tương tác. Cái cách tương tác mình kiểm tra lại xem mình có những hoạt động động, những hoạt động tĩnh và mình đọc lại. Và thứ năm là mình theo dõi và đánh giá. Cái việc theo dõi đánh giá này theo mình là bạn nên nhờ bên chuyên gia, nên nhờ giáo viên đánh giá và bạn chỉ đọc thôi, thay vì là bạn phải tự đánh giá, tự theo dõi con, nó hơi mệt. Tư vấn miễn phí ngay và tham gia lớp học thử miễn phí tại Chip Chip.